chỉ dấy lên một nỗi buồn. Người ta thường nói xa quê hương nhớ mẹ hiền. Câu nói thật là đúng với hoàn cảnh của chị. Đã có biết bao nhiêu lần chị ngồi một mình tưởng tượng và mơ thấy cảnh năm xưa. Soạn giả Viễn Châu và Hoàng Dũng viết lời cho Cổ Nhạc. Xin quý vị cùng thưởng thức với phần trình bày theo thể điệu Tân Cổ Giao Duyên của ba nghệ sĩ nổi danh Văn Trung, Ngọc Đám và Tuấn Châu. Ngày mai là 30 Tết rồi. Mình chuẩn bị đi chơi rồi. Bà biết bà này bán sao mà là không thấy bà đi. Bà ơi, bà đó à, chồng nè. Tôi nè, có chuyện gì không? Ủa, sao ngày mai là 30 Tết rồi, bà nó có chuẩn bị xong hết chưa? Còn thiếu gì mà tôi lấy, chờ đừng để tôi mua luôn cho. Trời ơi, coi cái mặt kìa. Thấy ghét quá, bà này sao ngày ngày thấy bà đẹp luôn. Cái bà này gương mặt heo quèo, chúng sang đất đất cơ sao lại buồn cười lên đi. Bà hãy vui lên, đừng nên bi sĩ khó coi vô cùng. Ông này thật quá vô tình, tôi buồn mắt vì bởi nhớ mong chưa có yêu quý mấy năm không về. Đã mấy mùa đông qua xuân tới mà cuộc mình vẫn niềm bị tâm hơi. Ngày mai là đã 30 mà con vẫn mấy mùa sao tôi không buồn. Bà nhắc tôi mới nhớ, đúng là tôi vô tình thật. Nhưng mà con mình nó có mang cái nghĩa vụ trên người của nó mà bà. Nó phải lo chứ. Bà biết không? Tôi biết chứ. Nhưng mỗi lần nó gửi